những hoạt động trải nghiệm về công tác phòng cháy chữa cháy như thế này giờ không còn quá khó để người dân thủ đô tiếp cận trực tiếp. Bất kỳ ai, bất kỳ độ tuổi nào đều có thể tham gia trải nghiệm, học hỏi các kỹ năng cần thiết khi xảy ra hỏa hoạn. Trung tâm giáo dục về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đầu tiên trên cả nước được tổ chức tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người dân. Em thì khá là hiện đại và có thể giúp mọi người hiểu được rõ hơn khi mà trong cái việc chữa cháy ạ. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi có thể cứu được các người dân khi mà có cháy xảy ra. Em đã trải nghiệm nhà khói cấp cứu người bị chấn thương, cuộn dây và sử dụng bình cứu hỏa. Em ấn tượng nhất là màn sử dụng bình cứu hỏa. Sau khi trải nghiệm chương trình thì em mong muốn được nhiều người biết tới chương trình này để mọi người được an toàn hơn. Tại đây, người dân sẽ được trải nghiệm các mô hình tình huống cháy nổ, thoát nạn ban đầu như thoát nạn bằng máy leo dây, đệm hơi, thoát nạn trong môi trường nhiều khói, sơ cấp cứu người bị nạn và di chuyển người bị nạn. Việc được trực tiếp thực hành những tình huống phòng cháy chữa cháy thực tế sẽ giúp người dân tiếp thu kiến thức một cách chân thực, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh cháy ngay khi mới xảy ra. Trải nghiệm cộng đồng này thì nó cũng là một phương thức tuyên truyền, đưa những cái trang thiết bị nó hoàn toàn mới với Việt Nam mình để tạo ra cho một người dân có những cái tham gia và nó thiết thực, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện. Đây là một mô hình mà chúng tôi cho rằng rất là tạo cái hiệu ứng cũng như là cái nhân văn đối với cộng đồng người dân. Trung tâm trải nghiệm cộng đồng này được mở định kỳ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Người dân thủ đô có nhu cầu tham gia trải nghiệm, học tập có thể đến đăng ký trực tiếp hoặc đăng ký qua số hotline để được hỗ trợ.